giờ mới quay nha. Cái đường đi làm đi cho đồ bà con nè. Đây là anh Bình. Anh Bình đang đi cho đồ bà con ở ấp Trong Mỹ, xã Minh Thượng. Đường đi vất vả lắm mọi người ơi. Đang mưa, trời đang mưa to. Đường rất dơ, anh Bình đang cố gắng lấy xe. Đây là chiếc xe đang đậu phải chặt. Hai ta ơi. Mưa nó giòn lắm. Sáng bà bãi thu hoạch quá vàng luôn ha. Nào, hoa bí, bí, thanh long, dừa, ớt. Còn dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu cho cua đẻ. Dưa hấu ở nhà quá trồng là cua đẻ. Cua đẻ ra dưa. Gì quá. Về chưa? Ở đây có trái bí đầu lòng nè. Thì đầu lòng nó đầu tiên thì đầu lòng 3 kg chứ chơi đâu. Còn sắp dần luôn nè. Non nớt mà 3 kg. Vậy thôi nha.